Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm Thánh Cô Tiên Cô Tổ Cô Từ Bi Thương Độ Che Chở. Thanh Đồng chào quý vị. Ngày nay thì có rất là nhiều bạn và Thanh Đồng cũng nhìn thấy rất là nhiều thông tin mà tất cả nhiều người á, người ta mang cái danh gắn cái mác là người ta xóa bỏ mê tín dị đoan, rồi người ta không có ủng hộ những cái người theo cái vấn đề về tâm linh và tu tập. Nhưng mà hiểu ở đây, Thanh Đồng hiểu là họ chỉ triệt tiêu những cái xấu, những người giả tu, những người thầy bà giả, mượn cái mác, mượn cái áo người tu hành, người thầy, mượn cái áo đạo màu để làm việc xấu, để làm việc bất chính. Thì ở đây về cái lý thì họ đúng, nhưng mà về cái tình thì đôi khi nó chưa đúng lắm. Tại vì một người làm sai thì họ có nhân quả, họ có pháp luật, họ có tổ thầy trừng phạt họ. Pháp luật, nhân quả và tổ thầy của họ trừng phạt họ. Ở đây là nói về những người tu hành chân chánh. Còn những người giả, những người không đúng, những người không có phải là hàng thiệt đó, thì chắc chắn nhân quả cũng sẽ không tha cho họ. Pháp luật càng không tha cho họ. Công an tới thì họ chạy. Còn ở đây cái cách mà mọi người lên, rồi mọi người mắng chửi, mọi người đai nghiến, mọi người sỉ hạ, thì mình học cũng không đúng. Và đôi khi cái lý thì mình đúng, nhưng mà cái tình, cái thực hiện mình không có trọn vẹn. Mình sẽ mang một cái nghiệp tàn dư, nó có một cái tì nghiệp. Thanh Đồng khuyên quý vị là đừng có mắng chửi người ta, đừng có phỉ hạ người ta, và cũng đừng có dè biểu người ta. Khi mà người ta làm sai, người ta sẽ có sự trừng phạt. Ở cuộc đời này á, nó có chọn lọc tự nhiên. Trong cuộc sống cũng vậy, và trong pháp giới, trong đạo cũng vậy. Tất cả trong cái cõi ta bà này đều có chọn lọc tự nhiên. Quý vị hiểu chọn lọc tự nhiên có nghĩa là gì không? Khi mà mình tốt, mình thật, mình thiệt, thì người ta sẽ chọn trân trọng mình, người ta sẽ chọn quý mến mình, người ta sẽ chọn đi theo mình, người ta sẽ chọn tin tưởng mình. Còn nếu như mình là hàng giả, mình không có công dụng, người ta sẽ không bao giờ tin mình nữa. Quý vị đi chữa bệnh, quý vị đi gặp một cái ông bác sĩ mà ông chữa bệnh cho quý vị không bao giờ hết, quý vị có đi lần nữa không? Quý vị đi gặp một cái người thầy mà người ta coi cho quý vị xàm lao, không có ra gì hết trơn, quý vị có coi nữa không? Chắc chắn không? Chắc chắn là không. Mình không sợ gặp người giả lừa mình mất tiền hoặc là mất cái gì đó. Mình chỉ sợ gặp người tà ghét mình, hại mình bệnh, hại mình chết thôi. Thiệt, quý vị mà gặp thầy giả quý vị mừng đi. Tại vì người ta chỉ lừa quý vị được một lần, hai lần mất tiền. Còn quý vị mà gặp thầy tà nha, nó hại quý vị bệnh chết cái xác, còn ểm luôn cái hồn, bắt quý vị làm binh của tụi nó. Đó. Cho nên trong cuộc đời này phúc quả song hành, phúc quả đi đôi, không có biết trước được cái gì đâu. Còn cuộc đời này có chọn lọc tự nhiên, khi mà người ta giả, người ta xạo, người ta không phải là hàng thiệt, thì từ từ cũng sẽ lòi ra, dân chúng cũng sẽ không tin tưởng nữa. Đi khám bác sĩ mà bác sĩ khám hoài không hết, thì bỏ bệnh viện đó, bỏ bác sĩ đi gặp bác sĩ khác, đúng không? Chứ ai đâu mà ngu khờ tới mức mà khám bác sĩ chữa hoài không hết mà khám hoài, không là khám tới chết, đúng không? Đường trần gian ai mà ngu đâu, không có ai ngu hết, trên đời này không ai ngu, chỉ là người ta mắc cái nghiệp phải vướng vào. Mình phê phán vấn đề, mình lên án vấn đề, mình cũng lên án và phê phán vừa chừng thôi. Mình đừng có chửi mắng, đừng phỉ hạ và đừng có dè biểu người ta quá mức. Cuộc đời có chọn lọc tự nhiên, người ta có quyền được lựa chọn. Còn thật giả gì thì trên đời này phước quả đi đôi. Mình chưa có biết hết được cái nào là phúc, cái nào là quả đâu. Trong cuộc sống mình rất khó để biết được cái nào là phúc, cái nào là quả. Thông thường phúc quả đều đi đôi. Có phúc sẽ có quả, mà có quả thì sẽ được phúc. Cho nên an tâm, bình thản mà sống nha. Người ta lừa mình được một lần, hai lần, năm